Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 10 đô la cái token MVV kép. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, mọi người sẽ nhập mã captcha. Tiếp tục, mọi người sẽ join vào Telegram. Chọn join này, sau đó quay trở lại join follow Twitter và retweet bài đăng. Rồi mọi người chọn theo dõi cho mình, sau đó thì sẽ like cái bài đăng của nó và trích dẫn lại username của nó nhé. Rồi chọn tweet lại này và quay trở về bot. Mọi người sẽ join vào Reddit. Rồi bấm chọn join. Sau đó quay trở về bot. Tiếp tục join vào Discord. Ok, với tay chào cái. Sau đó quay trở lại này. Mọi người sẽ join vào Instagram này. Bấm chọn theo dõi. Rồi, quay trở lại. Mọi người sẽ follow Twitter và retweet bài đăng ở trong kênh Airdrop Detect. Rồi, tìm đến cái bài đăng của nó. Ở đây mọi người sẽ bấm chọn like và retweet. Sau đó quay trở về bot. Mọi người tiếp tục join vào kênh Airdrop Retake trên Telegram và cuối cùng bấm chọn submit. Sau đó nhập địa chỉ email. Tiếp tục nhập profiling Twitter này. Rồi sau đó thì gửi cho nó profiling của Reddit thì mọi người quay trở lại Reddit cho mình. Ở đây mọi người bấm vào dấu ba gạch. Rồi mọi người sẽ chọn vào dòng đầu tiên này nhé. Và sau đó thì mọi người bấm lên thanh địa chỉ này. Đó, mọi người bấm chọn hai quyển vở để copy. Sau đó quay trở về bot. Gửi vào. Rồi sau đó nhập username của Discord. Tiếp tục nhập profiling của Instagram. Mọi người copy này. Và xóa username của nó. Nhập username của mọi người vào nhé. Rồi sau đó thì gửi cho nó cái đường link retweet ở trong cái Airdrop Detect. Mọi người quay trở lại kênh Twitter của Airdrop Detect này. Mọi người bấm chọn vào đây để copy. Rồi quay trở lại. Dán vào. Rồi chọn yes. Và gửi địa chỉ ví PEP20. Rồi chọn complete. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.